và các bạn đã đến với kênh YouTube của một điện mà Henry. Có hai cách thì luôn có những câu hỏi và rất là nhiều bạn sinh viên đang hỏi. Anh ơi, lên cho em một bộ karaoke giá sinh viên. Sinh viên này nó cũng phải tương đối một chút xíu. Với 25 triệu hơn một chút xíu, anh em sở hữu được gì trên bộ âm thanh karaoke? Vâng, thưa anh em, với cái số tiền như vậy, nếu mà anh em lựa chọn một hãng thương hiệu lớn cao cấp thì không thể nào được. Ít nhất cũng phải trên 50 triệu. Ít nhất cũng phải trên 50 triệu nhé. Với dạng thương hiệu lớn của Tây đi chẳng hạn. Còn với hôm nay với điện máy Ruby, một giá thành rất là tuyệt vời và những món đồ sản phẩm rất là đáng đồng tiền. Rất là đáng đồng tiền. Một bộ karaoke gia đình có thể chơi trong nhà hoặc kéo ra ngoài cửa, anh em chơi 2-3 bàn ngoài cửa, nó là tuyệt vời luôn. Xin mời anh em sinh viên và bước đại học vừa phải tham khảo bộ âm thanh này. Karaoke gia đình, cấu hình gồm có một cặp phun đơn 30, sử dụng củ bát 30-409, coi 75 và củ chép 450, 500W trên một con loa này, lớn lắm đây anh em. Phía dưới một con súp, súp 40. Thật sự con súp này mình rất là ấn tượng với nó luôn. Nho nhỏ nhưng mà nó rất là uy lực, rất là mạnh mẽ. Nó sử dụng củ bát 40 từ 220 coi 100. Chút xíu nữa sẽ cho anh em nghe cái chất âm của con súp của anh, nó phê lắm. Và phun thì tiếng nó rất là ngọt ngào vậy nhỉ. Dàn máy đây, chắc chắn rồi. Dàn máy thì bên mình luôn sử dụng những con máy là nhập khẩu. Một là của Trung Quốc, hai là của những nước khác. Còn ngoài ra bên mình không sử dụng hàng Việt Nam lắp ráp ở cái dàn máy, chỉ có dàn loa. Dàn loa là bên mình nhập khẩu về và lắp ráp tại điện máy Ruby, thành phố Hồ Chí Minh. Dàn máy thì một con DB, bộ mic DBK4000, rồi một con vang số. Con này thì nó giống như con X5 của JBL. Tiếng echo gì vật cũng rất là tuyệt vời, nhiều anh em hâm mộ cái dòng này từ cái thời xa xưa đến giờ rồi. Rồi phía dưới là một con men 4 kênh, 4x1000W, đều là nhập Trung Quốc thôi nha anh em, nhập Trung Quốc, hàng Trung Quốc thôi, 4x1000. Con này hiện tại vẫn đang dư ra một kênh này, một kênh là đánh súp này, hai kênh là đánh full này. Với 1000W thì anh em có thể, một kênh đó anh em có thể chơi được hai cái loa này luôn, hai cái loa 30 luôn. Phải lên 4 ohm thì hai con này nó cũng 1000 thôi. Ok. Còn hiện tại con loa này nó đang là 8 ohm. Vâng, với cái giá thành 25 triệu, chuẩn luôn là 25 triệu 100 ngàn. Quá là đáng sở hữu, đúng không ạ? Thì chất âm ra sao, như thế nào thì ngay sau đây xin mời anh em cứ nghe nhạc cái đã. Ok. JBR, Jason Beats with Remix. Đánh trận đưa nhau về đây.
ngại đêm tối xa lầy vùng má quá em liêu trai. Tôi lính trần ngược xuôi đó đây tạm vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố này hai năm miền xa thương yêu khắc khoải bạn bè ai biết cho mình chân ra tên mây khắc vào đã đôi đi mấy ngàn hoa bóng cây tre siêu biển đường trắng trời sượt đôi đi mẹ già mỏi mắt nhìn theo Việt Nam ơi Việt Nam núi cao như tình mẹ đốt mùa tóc vàng Việt Nam ơi Việt Nam ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ kia rừng xa rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn Việt Nam ơi Việt Nam núi cao như tình mẹ bốn mùa tóc bạc nỗi thương con Việt Nam ơi Việt Nam ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa rừng cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Ok, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Vâng, vừa rồi đã test cụ thể chất âm hát hò quán nhạc đến gì cũng như nhạc bolero. Quý vị và các bạn có cảm nhận đánh giá ra sao với mình trong cái tầm giá 30 triệu đổi lại thì bộ này quá là đáng sở hữu, một chất âm tuyệt vời cho anh em dùng những cái không gian giống như cái phòng khách của mình như vậy chẳng hạn ha. 5 x 13 đó, thì anh em có những cái phòng lớn hơn một chút xíu sử dụng bộ này cũng rất là ok, và nhỏ một chút xíu thì nó càng là máu lửa uy lực để anh em có thể bay cũng được luôn, bay để anh em thêm cái súp nữa ngon lành luôn. Ok, xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm và ủng hộ cho điện máy Robin. Xin chào và xin hẹn gặp lại những video lần sau.